Kính thưa quý vị, nghi phạm trong vụ xả súng tại phi trường LAX ra hầu tòa trong ngày hôm nay. Tin từ Los Angeles, nghi phạm bị cáo buộc trong vụ xả súng gây chết người hồi tháng trước tại phi trường quốc tế Los Angeles sẽ phải hầu tòa trong ngày hôm nay, tức thứ Năm ngày 26 tháng 12. Theo các nhà chức trách cho biết, nghi phạm Paul Ciancia, 23 tuổi, đã giết chết một nhân viên bảo vệ TSA và khiến ba người khác bị thương sau khi gây ra một vụ xả súng tại phi trường LAX vào ngày 1 tháng 11 vừa qua. Trong phiên tòa xét xử hôm nay, tên này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về tội giết người và một số tội danh khác. Nếu bị kết tội tại tòa án liên bang, Ciancia sẽ có thể bị tuyên án tử hình.